người đang đón xem chương trình Trời Sinh Một Cặp. Mình tên là Thảo Trang và mình vừa thực hiện xong phần thi vòng 6 của mình. Sau khi trình diễn bài này thì mình cảm thấy khá là vui vì đây là lần đầu tiên mà mình hát nhạc tiếng Anh mà lại trên một sân khấu lớn như vậy. Khi mà biết là thử thách của vòng 6 là chọn nhạc quốc tế thì mình cảm thấy rất là áp lực. Mình đi đường mình cũng nghĩ là chết rồi, thôi học bài này, mấy bài nước ngoài mình học bình thường á, mình nhìn lời nha, hát còn khó mà đây mình còn phải vừa thuộc lời mà vừa hát nữa. Xong hát thì khi mà mình lựa chọn bài hát thì mình đã lựa chọn một bài mình chưa từng nghe bao giờ để gửi cho anh Dũng. Thì khi mà hai em tập thì lại bị một cái là bài hát quá dài và lời rất là nhiều. Thì anh Dũng đã đưa ra cho mình cái bài hát mà mình vừa hát. Thì mình cảm thấy rất là hài lòng và khi mà tập luyện mình thuộc lời và có thể hát được theo nhịp, mình cảm thấy rất là vui. Sau khi trải qua 6 vòng thì mình thấy là mỗi vòng đều có những sự tiến bộ hơn những vòng trước một chút vì được anh Dũng dẫn dắt rất là nhiều. Anh Dũng dạy mình cách hát, như vòng 6 là anh dạy cả mình cách đọc tiếng Anh luôn. Ngoài về vấn đề ngoại ngữ thì anh hỗ trợ cả mình, như lúc đầu mình đã nói thì anh hỗ trợ cách chọn bài sao cho phù hợp với giọng, mà hát về phần tiếng Anh phát âm các thứ nó cũng dễ dàng hơn cho mình. Khi mình nhận được những lời nhận xét và những điểm số của ban giám khảo thì mình cảm thấy rất là vui vì khi mà đây là lần đầu tiên mình hát tiếng Anh mà nhận được sự đón nhận của mọi người cũng như là ban giám khảo. Cảm thấy là bản thân rất là cảm thấy tiến bộ á, tại vì bình thường tiếng Anh là một cái bộ môn mà khá là không phải điểm mạnh của mình. Khi mà mình đến với chương trình Trời Sinh Một Cặp thì một phần là mình muốn học hỏi để cải thiện bản thân mình, thì mình không đặt nặng cái tâm lý là phải mọi người quá mạnh hay nào, vì mình biết là mọi người ngay cả trong team mình cũng các anh chị cũng rất là mạnh, nhưng mình không quá đặt nặng vấn đề đấy vì mình đến đây là khi mình đã được học hỏi mọi thứ rồi thì mình không có gì là hối tiếc hết. Mọi người cùng đón xem chương trình Trời Sinh Một Cặp phát sóng vào 21:15 chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 nhé.